đấy còn hàng chấp thì các bác thì có thể nhìn thấy được một cái cắt ngang ở đây còn nếu để mà làm hàng ghép thì họ chỉ cần một cái miếng rơi vào độ tầm khoảng hơn 20 phân thôi họ chấp một cái đầu mẫu vào đây để làm cái con nghe hello xin chào tất cả các bác chào mừng các bác lại quay trở lại với kênh youtube của thế giới đồ gỗ và ngày hôm nay thì em có thể lộc sẽ giới thiệu cho bác một bộ sản phẩm bàn ghế nghe bảo đỉnh dòng cột 12 trên 14 và bộ này thì bên cơ sở công vừa hoàn thiện lên xong thôi đấy một bộ sản phẩm hàng đục theo lối việt nam tất cả đều hàng nghệ nhân đục hết các bác nhá. bộ này thì hiện tại thì em công đang làm là bộ cột 12, chân 14, phù hợp với các bác nào mà nhà phòng khách độ tầm từ 20 đến 30 mét vuông. Đấy, kích thước phòng khách tầm trung các bác nhé, không phải quá là rộng đâu. Đấy, bộ này thì em công đang làm là dòng nghe bảo đỉnh và cái dòng nghe này thì rất là lành, bất kỳ các bác nào cũng đều chơi được thôi. Nó không như cái dòng rồng dòng, dòng phượng thì tùy người, tùy tướng người mới chơi được nhưng đối với dòng nghe thì nó tượng trưng cho chú cún trong nhà thôi đấy nghe trong phong thủy là con vật mà chấn chạy trừ tà xua đuổi tà ma nó mang lại vận khí tốt cho gia chủ các bác nhá đấy bộ này thì hiện tại thì bên cơ sở công đang làm cái dáng ghế này đấy các bác phải nhìn cái đường nét đục này thứ nhất là toàn bộ phần trương ghế này bên cơ sở công đục bằng tay 100% và các bác nhìn cái đường nét nhé đấy rất là đẹp và các bác nhìn nếu mà để đẹp hay không thì bác phải nhìn vào cái dáng nghe đấy nghe đẹp thì nó phải có hồn và chắc chắn rồi những người thợ mà để đục ra được những con nghề như này đều phải là thuộc hàng nghệ nhân rồi đấy toàn bộ đều là dòng nghe liền nguyên khối các bác nhé phần chương này liền nguyên khối bạn dày là dày 10 phân toàn bộ 100 trăm là không chấp khép các bác nhé nếu mà hàng phổ thông thì thường là nó chấp ngang con nghe như này đấy tại vì có hình dung là nếu mà để mà làm một cái chương mà nó bản rộng độ tầm khoảng 45 như này thì bắt buộc thợ phải cưa vuông gỗ 45 còn nếu để mà làm hàng ghép thì họ chỉ cần một cái miếng rơi vào độ tầm khoảng hơn 20 phân thôi. Họ chấp một cái đầu mẫu vào đây để làm cái con nghe thì nó giảm được rất nhiều giá thành. Đây mới chỉ là cái ghế đơn được bao nhiêu. Nhưng nếu mà cái phần ghế trương mà chất thì có hình dung cái trương nó dài hơn 2 mét. Mà chấp một miếng như vậy mà chỉ lấy một cái miếng độ tầm hơn 20 phân thôi để làm cái trương thì thực sự luôn là cái chi phí giảm đi rất là nhiều. Nhưng bù lại thì cái phần trương mà chấp ấy, thì thứ nhất là cái màu sắc nó bị xấu nó bị lệch tông hai màu và thứ hai là nó có một, cái vết ghép ở đây nhìn con hàng nó không được đẹp được đấy toàn bộ đều là hàng chương đục tay hết các bác nha đấy các bác lưu ý nó công là trưng liền và chương ghép thì giá tiền nó tranh nhau đấy nó khác nhau cái vấn đề là chương liền hay chương ghép đấy tiếp đến là cái dáng cột các bác nhìn này tất cả bên cơ sở công đều nằm là cột 12 này và các bác nhìn cái dáng cột này rất cong và cực kỳ dẻo các bác nha đấy và tất cả cột đều cột không tâm các bác kiểm tra cột không tâm thì các bác phải nhìn ở trên nóc như này còn trên đầu cột như này tại vì cái dòng cột thứ dòng như này thì nó đâm từ dọc này xuống thì tâm gỗ là cái phần tròn tròn ở, ở khi mà bác chặt ngang thân cây ra thì cái tâm xoáy xoáy thì đấy gọi là tâm gỗ các bác cái phần tâm đấy thì một phần trăm kiểu gì cũng nứt thế nên anh chị em mình mua hàng nên lưu ý giúp công là không được có phần xoáy xoáy ở đấy trên các phần đầu cột như này là không là sau này nó bị nứt đấy các bác các bác lưu ý giúp công nhé đấy tiếp theo là phần uh, vách này dòng vách này thì bên cơ sở công không phải làm là dòng vách đặc mà là dòng vách long khung dòng long khung này thì nó rất là bền không lo bị nứt nè hay là bị co ngót tại vì cái dòng ván mặt thì được bảo vệ bởi cái phần khuôn tranh này rồi bác dùng thì rất là yên tâm đấy phần khuôn này bên cơ sở công đang làm là khuôn là dày là 6 phân này đấy, ván mặt này là toàn bộ dày 3 phân hàng đục hai mặt các bác nhé tất cả đều đục hai mặt hết đấy đục là uh, tam sư vườn cầu đấy các bác nhìn này, đục tam sư vườn cầu rất đẹp như này hàng này thì là hàng sửa hàng uh, lấy khung cnc và em công cũng sửa lại hết bằng tay rồi nhìn cái đường nét nó rất là đẹp các bác đấy tại vì đục trên một mặt phẳng mà chỉ cần cnc thôi không cần phải đục tay để cầu kỳ làm cái gì hết và nó không giải cái vấn đề gì đấy cnc này thứ nhất là vừa nhanh vừa tiết kiệm một chi phí cho bác và thứ hai là có sửa lại bằng tay thì cái đường nét nó rất là đẹp rồi đấy tiếp theo là bản tay ghế này đây phần tay này thì bên cơ sở công đang làm là tay nghe luôn các bác nhé đấy, tay nghề này tay nghe liền nguyên con đấy toàn bộ đều bằng chất liệu gỗ hương đá hết và tay nghe này thì bên cơ sở công đang làm là tay nghe liền nguyên khối các bạn nhé đấy còn hàng chấp thì các bác có thể, có thể nhìn thấy được một cái cắt ngang ở đây đấy còn hàng này thì không chấp thì các bác có thể nhìn nhìn thấy là hàng liền luôn nó liền lạc với nhau một khung luôn còn chất thì nó cũng một cái vết cắt thì nói chung là nhìn nó biết ngay thôi chỉ sợ là nhiều khi các bác đi mua ấy các bác uh, chưa tìm hiểu nhiều thì các bác không biết là như nào là chấp như, như nào là liền thôi còn nếu mà khi em không thể thích rồi quá hình dung là cái tay ghế thì thường nó chấp ngang đây đấy, tại vì cái đây là một miếng này dưới này là một miếng này còn nếu mà liền thì họ phải cương nguyên một miếng to như này họ làm thì thứ nhất là gỗ nó to hơn các bạn gỗ to thì nó đắt tiền hơn thứ hai là họ không không tận dụng được các cái phôi gỗ bé và thứ ba là nếu mà làm Ờ, chấp ghép như vậy thì nó bị lệch màu các bác dùng thì rẻ rẻ tiền hơn nhưng mà các bác phải lưu ý trong công là chất lượng nó cứ rất là kém các bác nhá đấy tiếp theo là phần uh, khuôn tranh bộ này thì bên cơ sở công đang làm là khuôn tranh dày là 4 phân này ván mặt dày hai phân toàn bộ cổ chỉ là 3 tầng đục là sen dẹo các bác nhá cổ chỉ này thì đục sen dẹo với yếm luôn đấy cái cổ chỉ cuối này đấy, cái chỉ cuối cùng thì đục với cái phần uh, yếm là đục sen dẹo đấy đục này phải đục bằng tay các bác nhá sen dẹo phải đục bằng tay hết không không xiên xi được Đấy, toàn bộ đường nét thì các bên cơ xệ công hoàn thiện rất là kỹ càng rồi. Yếm dày toàn bộ là yếm dày 4 phân. Đấy, 4 này 4 phân dư các bác nhá. Cái này nó để các bác cùng thước đo ít nhất phải 4 phân 5 đến 4 phân 7. Em chỉ bảo 4 phân thôi. Tại vì hàng này đục rồi các bác. Đấy còn cái phần dày nhất nó phải tầm độ 4 phân 5 đến 4 phân 7 phân. Đây là cái hàng bên em làm ra. Đấy, chân là chân 14 các bác nhá. Đây là bạn chân 14 này. Đấy, chân 14 rất to nhỉ, đục đầu lân và chân móng. Cái dáng này dáng tiêu chuẩn của dòng ngê rồi. Đấy, rất đẹp như này. Đấy Tiếp đến phần bàn nhé Phần bàn thì bên cơ sở công đang làm là bàn đục tứ linh Long ly quy phụ Kích thước bàn là rộng 75 và dài là 1m50 Đấy đục uh, bức tranh là Tứ linh Long ly quy phụ Đấy tượng trưng cho trời đất uh, Tiếp theo là các bác mua bà hàng Thì em tặng các bác thêm một bộ kính bàn Kéo kính đôn và khay trà hộp giấy hộp trà đầy đủ hết các bác nhé Và đây là nhân vật chính đoạn, đoạn dài 2m17 phân là kích thước của một chiếc đoạn dài như này À xoay so các bác con này là 2m2, 2m30 phân Đấy, con này là cột 12 trên 14 là 2m30 Đấy chiều cao từ chân đỉnh trường này là 1m50 phân Và sâu phủ bì là 75 phân Là kích thước của cái đoạn này là chiều sâu phủ bì các bác nha Và trong lòng ghế thì chắc chắn rồi Các cái dáng 14 như này thì để mà ngồi thì gần như là nếu mà kịch vào thì Như em câu 1m80 là chân không chạm đất nếu mà để ngồi kịch vào Tại vì nghe là một trong những cái form dáng nó hàng form, dáng tầm, tầm trung thôi Nó không phải là form dáng quá là to Thế nên là các bác nào mà nhà phòng khách tầm trung từ 20 đến 30 mét vuông thì có thể cần nghiên cứu vào bộ này. Và bộ này thì em công đang kê theo kiểu hình chữ U các bác nhé. Các bác thì kê hình chữ H hoặc là hình L tùy vào cái uh, diện tích và tùy vào cái kiểu dáng phòng khách nhà mình để các bác cân đối cách kê. Các bác nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp cho em em có thể là có số điện thoại là 0989 350092. Địa chỉ bên cơ sở công ở bên đối diện công ty dày da Việt Hùng, Đông Hải Hà Nội các bác nhé và cảm ơn anh chị em à mình rất là nhiều và chúc các bác một ngày mới mạnh khỏe thành công. Xin chào các bác.